hỏi khi nhặt được tiền mình không biết của ai rồi mình tiêu tiền có tạo nghiệp không? Mình nên giải quyết tiền nhặt được như thế nào? Con không biết xử lý như thế nào nên con thấy tiền ngoài đường con không nhặt. Trong cái vấn đề nhặt á, nhặt tiền á, nó như thế này. Quý vị tự hỏi mình là chúng ta khẳng định, chúng ta chắc chắn là cái người mà làm rơi tiền đó là họ bỏ, họ có nghĩa là chúng ta chắc chắn là họ tin tưởng nha, chúng ta họ bỏ. Ví dụ như chúng ta ra đường, chúng ta thấy hai người mà chạy xe, như là chạy xe có xe xịn mua đồ xong mà thối tiền, tự nhiên rớt rớt cái tờ 2.000, mà đường thì đông kẹt xe rồi, đường đông đó, rồi họ vội họ đi khuất rồi, thì khi mình tới nơi mình mới thấy là ủa cái ở dưới chỗ này họ làm rớt 2.000, và mình chắc chắn là họ bỏ, họ họ không có lý do gì họ lại quay lại họ lấy hết trơn, mà mình chắc chắn là họ bỏ. Thì khi đó mình nhặt lên mình xài, dù là mình xài cá nhân thì cũng không sao hết. Nhưng mà trong trường hợp là mình thấy người ta làm rơi cái bóp tiền, cầm lên là có cả đống tiền ở trong đó, và mình chắc chắn là họ không thể nào họ bỏ được cả đống tiền, mà sao họ bỏ. Thì như vậy đó, nếu mà mình lấy mà với cái ý nghĩ là mình xài đó thì nó là trộm cắp. Thành ra cái vấn đề nằm ở chỗ là mình có tin tưởng chắc chắn rằng là người ta bỏ luôn cái món tiền đó hay không, và trong trường hợp nghi ngờ á thì không được xài, không được đụng vô. Chỉ trong trường hợp mình chắc chắn là người ta bỏ thì mới được đụng vô. Thành ra trong nhà quỷ sự á có nhắc tới một cái trường hợp là có một cô người nghèo đó, rồi cổ chuyên môn là cổ đi đến những cái nơi công cộng đó, rồi cổ nhặt những cái đồng xu mà người ta vứt bỏ, có nghĩa là những cái đồng xu không có mặt cắt, không lại gì hết trơn á, mà người ta làm rớt rồi, có khi là người ta không có, người ta bỏ luôn, người ta không có lượm nữa, thì cổ nhặt cái đó và cổ sống qua ngày, thì như vậy không tính là cổ phạm tội, nó không tính là cổ làm ác đấy.